Xin chào các bạn, lại là mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình trong hàng vạn kênh khác. Trước khi vào chuyện, mình mong các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để tạo thêm nhiều động lực để mình có thể ra nhiều video hay hơn. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hoàng thúc! Hoàng thúc, chuyện sao rồi? Ranh giới này đúng là có chút lợi hại. Hoàng thúc! Hoàng thúc! Đừng lo lắng, hắn chỉ là vì đau quá nên ngất đi, lát nữa sẽ tỉnh thôi. Người lúc đó cũng như vậy sao? Ừ. Nhưng mà lúc đó ta không có phản ứng lớn như vậy. Người nói gì? Đâu có khả năng tụi nó dậy núi huyết nguyệt sao? Vâng, khi ở gần đó chúng ta phát hiện xác của phương tiện phi hành. Một vài người còn sống sót nói hẳn mộ cô nương đã rơi vào trong dãy núi huyết nguyệt rồi. Nếu vô song thực sự ở đó, hoặc mặt thâm tuyệt đó không khoanh tay đứng nhìn, cho nên... Phu nhân đáng không sai, đúng là có một người nhìn thấy thiếu đế một mình rời đi, mà phương hướng đó chính là dãy núi huyết nguyệt. Năm đó chúng ta hợp sức phong ấn cấm địa yêu tộc chính là vì dãy núi quỷ dị đó. Có lời đồn rằng chỉ cần đến nơi đó thì sẽ mất hết linh lực, chưa từng có ai sống sót trở về. Vậy không phải Mặc Thâm và Vô Song sẽ... Nàng khoan nóng lòng, Mặc Thâm và Vô Song đều là những đứa trẻ tốt được ông trời phù hộ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ không ngồi yên chờ chết, tập hợp sức mạnh thì sẽ có thể cứu chúng nó ra thôi. Ý của chàng là... Ừ, giờ đã không phải là lúc hụt hặc nữa. Lập tức phái người đến Thanh Long Thần Cung, bẩm báo chuyện này cho Thánh Đế. Trên dưới thần tộc, Lăng Tiêu tập hợp, chờ hiệu lệnh của Thánh Đế. Vâng. Tộc trưởng, và chúng ta lui xuống chuẩn bị trước. Cáo từ. Tuy nói đúng là phương tiện phi hành, bay vào không trung dãy núi có khả năng mất điều khiển, nhưng tại sao lại trùng hợp như vậy? Chỉ có phương tiện phi hành Mặc Thâm và Vô Song ngồi là sẽ ra chuyện chứ. Tốt nhất là chuyện ngoài ý muốn, nếu không phải. Vậy kẻ đó cứ chờ bị thần tộc Lăng Tiêu và Thanh Long Thần Cung diệt tộc đi. Giới hạn được tăng cường rồi sao? Hay là vì thứ lý do gì? Ta đoán hẳn giới hạn này thay đổi tùy theo người. Người có công lực càng mạnh, phản ứng sẽ càng lớn. Vậy nếu là người có công pháp của Tây Vương Mẫu thì sao? Này cô điên rồi sao? Cô không thấy bộ dạng lúc nãy của hắn sao? Mẹ ơi! Có vẻ như qua được đấy. Đau quá! Đây không phải là mơ, là thật đó! Thật sự có người ra ngoài được! Dẫn ta đi đi! Mẹ ơi! Ai là mẹ ngươi chứ? Con gấu nhà ngươi không có giới hạn sao? Ừ, mẹ ơi! Người có công pháp của Tây Vương Mẫu có thể xuyên qua giới hạn, vậy người không có công pháp. Thử vẫn tốt hơn. Hả? Thử cái gì? Đi theo ta! Chờ đã, đừng nói là... Không được sao? Nếu là như vậy, vậy hoàng thúc. Làm sao đây? Lẽ nào bị nhốt trong đây cả đời ư? Đau quá đi. May mà mình không mạnh như hắn, không là mình cũng ngất đi rồi. Sao cô quay lại rồi?
Ngươi có muốn rời khỏi đây, trở ra thế giới bên ngoài không? Tốt diện rồi. Vậy được, ngươi cõng hắn, chúng ta cùng đi tìm nơi phong ấn của giới hạn. Đừng nói là cô muốn... Đúng vậy. Chỉ là giới hạn thôi, nếu chúng ta không ra ngoài được, ta phá nó là được chứ gì. Cô không được lừa gấu đâu đó. Mộ vô xong ta nói lời sẽ giữ lấy lời. Thánh hậu, giờ chưa biết thiếu đế sống chết ra sao. Không chỉ hôn sự giữa con gái ta và thiếu đế thất bại, tộc trưởng Lăng Tiêu còn tuyên bố nó phải điều tra rõ chuyện này. Một khi điều tra ra sự thật, diệt toàn bộ tộc kẻ đó. Hạch Điền gia ta xếp hạng cuối trong bốn gia tộc lớn, sao là đối thủ của thần tộc Lăng Tiêu chứ? Thánh hậu, ta thực sự chưa từng nghĩ đến thiếu đế sẽ ở trên vũ khí phi hành kia của Mộ Vô Song. Xin người nói tình chúng ta quen biết nhiều năm, cứu tộc Hách Liên ta với. Chưa từng nghĩ đến. Ta đã sớm nói với ngươi, thiếu đế có tình cảm sâu đậm với Mộ Vô Song kia. Sao trong tình huống này lại tách ra khỏi cô ta chứ? Huống chi, ta chỉ kêu ngươi đi tìm cô ta nói chuyện, ai kêu ngươi tự ý giết người. Ta chỉ sợ cô ta không chịu rời khỏi thiếu đế, muốn diệt cỏ tận gốc. Vậy nếu ngươi đã tự ý hành động thì liên quan gì đến ta? Ta dựa vào đâu phải cứu ngươi chứ? Cái này, con gái ta và thiếu đế... Hừ. Tuy ta là thánh hậu của Thanh Long thần cung này, nhưng với thiếu đế mà nói, ta cũng chỉ là mẹ kế mà thôi. Ta chỉ muốn biết ta cứu ngươi, có lợi gì cho ta? Đúng rồi. Sao mình lại quên điều này chứ? Tuy Khương Lễ Vân là thánh hậu, nhưng đối với bà ta, thiếu đế chỉ là con riêng của chồng, và con trai ruột của bà ta vẫn là nhị điện hạ Long Tinh Dương. Nên thiếu đế chết, vậy người kế vị không phải chính là... Thì ra bà ta âm mưu điều này. Gia chủ Hách Niên, ngươi nghĩ xong chưa? Lên chiếc thuyền này của Hách Hậu, của Thánh Hậu rồi, có nghĩa là Hách Liên gia sẽ trở thành kẻ địch với thiếu đế, toàn bộ tương lai đều cược trên người nhị điện hạ. Nếu thành công, Hách Liên gia sẽ lập công đầu. Nếu thất bại, ta nguyện dẫn dắt cả tộc Hách Liên thề chết trung thành với Thánh Hậu. Tuyệt đối sẽ không thất bại, cũng tuyệt đối không thể thất bại. Chỉ có Thánh Hậu mới có thể cứu Hách Liên gia. Đa tạ Thánh Hậu chỉ vậy. Tinh Dương, có thấy chuyện này thế nào? Hách Liên gia có thể làm con chốt thí, nhưng không làm người chung đường được. Một là vì thực lực của họ quá yếu, hay là vì gia chủ của họ quá ngu xuẩn. Tất nhiên ta biết, nhưng hắn cũng đúng thật đã giúp chúng ta giải quyết tên Long Mặt Thâm rắc rối này không phải sao? Con phải biết, chưa từng có người nào có thể sống sót trở về từ dãy núi huyết nguyệt. Mẫu thân nói đúng, nhưng mà điều khiến con kinh ngạc là hắn làm tất cả những điều này lại là vì một người phụ nữ. Đúng là nực cười. Chẳng có gì lạ, con của Lăng Tiêu bị ương đến chết cũng là kẻ si tình. Nương nương, thánh đế đang tập hợp người ở điện trước, nó là muốn đích thân dẫn binh đến dãy núi huyết nguyệt cứu đế, được cứu thiếu đế trở về. Gì cơ? Quân Bạch Hổ chỉnh đốn xong, Doanh Cơ Vũ Tăng Cường chỉnh đốn. Cánh phải đâu, tăng tốc độ nhanh lên, nhanh hơn nữa. Điện trước của Thanh Long thần cung.
Bẩm Thánh Đế, quân tinh nhuệ của Thanh Long Thần Cung đã chỉnh đốn xong, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Tốt lắm. Nếu đã vậy... Vậy hả? Thần thiếp nghe nói ngài muốn đến dãy núi Huyết Nguyệt. Nơi đó chỉ cần đến gần liền sẽ mất đi linh lực. Bệ hạ, ngài tuyệt đối không thể đưa mình vào chỗ nguy hiểm được. Không thể đưa mình vào chỗ nguy hiểm. Vậy ý của nàng là trẫm nên làm như nàng, thấy mặt thâm chết mà không cứu, cười trên nỗi đau của người khác sao? Thần thiếp không hề có ý này. An nguy của thiếu đế tất nhiên quan trọng, nhưng nước không thể một ngày không vua. Nàng đã nhắc nhở trẫm đó. Long Giáp, có thuộc hạ. Thông báo cho viện trưởng lão, nếu ta và Mặc Thâm đều gặp điều không may nào, chính phủ do các trưởng lão tạm thời thay mặt xử lý, cho đến khi chủ nhân chân long kế tiếp xuất hiện. Thuộc hạ tuân lệnh. Nếu là như vậy, cũng tức là nói Tinh Dương nó tuyệt đối không có khả năng kế thừa ngôi vị thánh đế. Thánh hậu xem như vậy có được không? Tốt lắm. Xuất phát. Ấu ấu, thì ra con cá này lại ngon như vậy sao? Nơi này là... Mẹ ơi, hình như người ta không đợi có mẹ được nữa rồi đó. Ta đã nói rồi, đừng có gọi ta là mẹ. Ta không cần một con yêu quái là một ta không cần một con yêu quái gấu làm con trai của ta. Vậy ta cũng không ngại đâu nhé, không thì là một tấm da gấu thế nào? Không cần nữa. Được rồi, Hoàng Thúc, đừng có chọc nó nữa. Nhờ có nó chúng ta mới có thể đi xa được đến vậy. Giờ hẳn đi 3 ngày nữa là đến trung tâm giới hạn. Ý của nàng là chuẩn bị phá giới hạn. Đúng vậy, chúng ta không thể nào cứ ở lại đây cả đời chứ. Nếu không đi ra được, vậy thì chỉ có thể phá thôi. Song Nhi, nàng có từng nghĩ tại sao giới hạn này lại tồn tại, hoặc nói là rốt cuộc nó muốn nhốt thứ gì không? Nhốt thứ gì? Khi ta bị sấm sét của giới hạn đánh trúng, ta cảm nhận được một luồng sức mạnh đột phá phòng ngự của cơ thể ta trong chớp mắt, trực tiếp xuyên qua cơ thể xương cốt của ta. Sức mạnh đó vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể giết chết ta ngay lập tức. Nhưng không biết vì sao đến cuối cùng lại đột nhiên biến mất rồi. Có sức mạnh giết nhưng lại không giết, chỉ là nhốt người lại. Đúng nhỉ, rốt cuộc đây là vì sao chứ? Thôi vậy, suy nghĩ cũng vô ích. Chỉ cần chúng ta muốn ra ngoài thì giới hạn này phải bị phá vỡ thôi. Nghỉ ngơi sớm đi, mai gấp rút lên đường thôi. Được. Cẩn thận, Hoàng Thúc. Là yêu quái chấm hai đầu trong truyền thuyết. Hoàng Thúc, điểm yếu của nó là cổ. Được. Mẹ, mẹ ơi, nếu hai người còn sống, ta sẽ quay lại tìm hai người. Hoàng Thúc. Ừ.
sao chỉ còn có một người vậy? Lúc nãy rõ ràng có hai. Đi theo ta cả quãng đường, ngươi là ai? Lại có mục đích gì? Ta... Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi. Mộ cô nương. Lưu Hảo! Không ngờ hai người lại thực sự tiết chết con yêu quái trắm này rồi. Không tệ, có khí phách của ta. Ta còn tưởng các ngươi đánh không lại nên cố ý núp trong bóng tối, muốn ra tay giúp đỡ vào thời khắc quan trọng nhất. Người này lại là ai? Các người lại nhận đàn em rồi hả? Rõ ràng lại đã có ta rồi. Im lặng một chút, hắn là đồng đội trước đó của ta. Lưu Hạo, sao ngươi lại ở đây? Những người khác ở đâu? Ta... Nơi này quá nguy hiểm, nơi nào cũng có ma... Nơi nào cũng là ma quái và yêu thú. Sau khi tách khỏi các người, chúng ta đã rơi vào chiến đấu triền miên. Không! Ta bất cẩn thất lạc đồng đội cuối cùng, chỉ có thể vừa trốn khỏi sự đuổi giết của yêu thú vừa tìm tung tích của cô. Không dễ gì tìm thấy sọ huyệt yêu thú, nhưng chỉ nhìn thấy máu và xương làm người sợ hãi. Cánh tay của ta cũng bị trong quá trình chạy trốn. Mộ cô nương. Vào giây phút cuối đời có thể tìm được hai người, cho dù Lưu Hảo chết cũng yên lòng. Ngươi chưa từng nghĩ sẽ rời đi sao? Không đi ra được, có làm thế nào cũng chỉ tốn công vô ích thôi. Vậy nếu ta nói với ngươi ta có thể đưa ngươi ra khỏi đây thì sao? Gì cơ? Cô nói chúng ta định đi vào trung tâm giới hạn, tìm cách rời khỏi nơi này. Ta biết ngươi đã trải qua quá nhiều và tuyệt vọng, nhưng nếu tiếp tục đi về phía trước, có thể ngươi sẽ thoát khỏi vực sâu này. So với việc nản lòng chờ chết, chi bằng phấn đấu thử xem, ngươi cảm thấy sao? Ta muốn đi cùng hai người. Nếu đã vậy, thế chúng ta nhanh chóng lên đường thôi. Nhưng mà vết thương của hắn, hắn không sao. Có phải chúng ta vừa đi con đường này được không? Nhìn rất quen, nhưng không thể chắc chắn. Ta để lại ký hiệu, chúng ta đi lần nữa thử xem. Được. 10 phút sau, cảnh sát xung quanh trông càng lúc càng quen. Nếu thực sự có điều kỳ lạ, vậy trên cái cây phía trước sẽ xuất hiện ký hiệu ta để lại. Đúng là chúng ta bị nhốt rồi. Lúc nãy chúng ta hầu như đã đi thử một lần tất cả các hướng, nhưng lại vẫn trở về điểm xuất phát. Xem ra đúng là khu rừng này có chút kỳ lạ. Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Ôi! Sao vậy? Không có gì, chỉ là đá, trúng hòn đá mà thôi. Hình như hòn đá này có góc cạnh. Kỳ lạ, hình bàn đào bình thường thì trái bàn đào phải ở dưới lá đào. Bàn đào khắc trên đá này sao lại ở bên hông chứ? Chẳng lẽ miếng đá được khắc này đang chỉ hướng cho chúng ta? Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Không sao, thử xem, như vậy không phải sẽ rõ cả sao? Đá ở đây. Mộ cô nương cẩn thận. Người sao rồi? Không sao. Đúng là đi ra được thật rồi.
Còn tưởng thằng sẽ bị nhốt ở khu đường quỷ quái này luôn chứ, cuối cùng cũng đi ra rồi. Lưu Hạo, lần này may nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi phát hiện ra đá các bàn đào, cậu chưa biết chúng ta đã bị nhốt bao lâu đâu. Một cô nương không cần khách sáo, chẳng qua là tình cờ đụng trúng mà thôi. Hắn bị thương khắp người, dẫn theo cũng chỉ liên lụy. Hoàng thúc, hắn vì ta mà bị thương, chàng đừng nói lời tổn thương người khác đấy chứ. Là ta không tốt, ta liên lụy hai người. Đâu có, Lưu Hạo, ngươi đừng để lời chàng ấy nói trong lòng. Lưu Hạo, vết thương của ngươi không sao. Đắp một chút thuốc thì hơn, vừa hay chỗ ta có một ít. Vậy làm phiền một cô nương rồi. Chật chật, ta cảm thấy giờ tàn cảnh của ngươi có chút nguy hiểm đó. Ngươi không nói còn ai bảo ngươi cầm đâu. Đây, hai cục đá khắc bàn đào. Bên nào mới đúng đây? Đi bên phải, đi bên trái. Đi bên trái, xương trắng tan biến, chắc chắn an toàn hơn. Nhưng tôi cảm thấy con đường bên trái càng giống như là cạm bẫy. Người có bệnh về mắt, không nhìn thấy con đường bên trái, đi về phía đồng bằng sau. Nói sao thì huynh đại cũng là người của mộ cô nương. Nói chuyện lại thô lỗ, không có nói lý lẽ gì cả. Người nói ai thô lỗ? Mộ cô nương, ta đã nói gì sai rồi sao? Xin lỗi, ta không ngờ hắn lại dễ tức giận như vậy. Người còn ly gián. Đừng cãi nữa. Nghe lời Lưu Hạo, mọi người đi con đường bên phải này. Sông Nhi, nàng không tin ta? Không phải ta không tin, là chàng không tin mọi người, không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Từ lúc Lưu Hạo gia nhập, chàng vẫn luôn phủ định hắn, nghi ngờ hắn. Hoàng thúc, đến lúc nào chàng mới có thể đừng cố chấp như vậy nữa? Ta cố chấp, ta chỉ là sợ nàng xảy ra chuyện thôi. Sao nàng biết con đường hắn dẫn nàng đi có phải con đường chết hay không? Thử không phải là biết rồi sao? Cho nên nàng tin hắn hơn ta. Đúng. Tốt, tốt lắm. Vậy ta tự đi. Mộ cô nương, cô là vì tốt cho hắn, hắn vậy mà không chịu hiểu. Nhưng hắn đi một mình e là sẽ gặp phải nguy hiểm. Hay là chúng ta đi gọi hắn lại? Không cần quan tâm đến chuyện ấy. Chờ đụng trúng tường, tự nhiên chàng ấy sẽ quay đầu đi theo thôi. Chúng ta cứ đi con đường này đi. Chờ ta chút, ta cũng đi nữa. Sao thế? Quá yên tĩnh. Giống như không có một sinh vật nào sống trong khu rừng này vậy. Sao có thể? Rõ ràng mình không cảm nhận được hơi thở của nó. Mộ cô nương, cẩn thận móng của nó. Sao lại có yêu thú mạnh như vậy? Trước giờ mình chưa từng thấy. Ý, đây là... À! Mẹ ơi, mẹ ơi! À! Tiêu thực rồi. Không sao, có ta ở đây. Sẽ tự chết rồi. Mẹ ơi, Phía sau cô. Hi hi, cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi. Tiêu rồi, không tránh được. Chuyện này sao có thể? Bất ngờ lắm sao?
Chẳng lẽ đó là do ngươi, là do ngươi khắc lên? Hai ngươi trong đồng là vì đóng kịch lừa ta. Ngươi còn chưa đến mức quá ngu xuẩn. Nhưng mà đã trễ rồi. Vĩnh biệt nhé. À! Song Nhi, này không sao chứ? Con đường trong khu đường đó phức tạp, là ta đến muộn rồi. Không, đến vừa đúng lúc. Song Nhi, tuy thực sự kiểm tra ra Lưu Hạo có vấn đề, nhưng ta thực sự không hiểu. Ta cứu hắn nhiều lần như vậy, tại sao hắn lại lập mưu giết ta? Đó tất nhiên là vì ngươi có tác dụng khác rồi. Đúng là đáng tiếc, trở đây là muốn cho ngươi tàn thây. Giờ e là chỉ có thể xé nát ngươi thôi. Hơi thở này, ngươi không phải là Lưu Hạo, ngươi là tà ma. Không không không, ta vẫn là Lưu Hạo ngươi quen, chẳng qua là trở nên mạnh hơn mà thôi. Sợ chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cho cô trẻ cho ta, ta sẽ tha cho các ngươi, thế nào? Nói nhảm nhiều thật. Vào ngày chúng ta cứu ngươi, lời ngươi nói cũng không phải là thật đúng không? Ngươi bị tà ma xâm nhập đâu? Ngươi bị tà ma xâm nhập ở đâu? Nữ đệ tử đi cùng ngươi đâu? Cô ấy ở đâu? Ngươi muốn gặp cô ta? Ta sẽ tiễn ngươi một đoạn. Hoảng thúc, ha, cũng chỉ có vậy mà thôi. Song Nhi hiểu rồi, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không có điểm yếu. Cổ họng chính là điểm yếu của hắn. Hả? Dựa vào các ngươi á? Vĩnh biệt nhé. Lưu Hạo, ngươi với ta cũng tính như có duyên quen biết, nhưng sợ ta cũng chỉ có thể đưa tiễn ngươi thế này thôi. Dù sao đi nữa thì đường hắn chỉ chúng ta là thật, đây là cục đá khắc kế tiếp, chúng ta tiếp tục đi theo hướng nó chỉ đi. Được. Kỳ lạ, yêu quái gấu đi đâu rồi? Người muốn đi đâu? Song Nhi! Cơ thể không nhúc nhích được. Cái tên này! Phiền thật. Đây là gì? Hoàng thúc, các ngươi đúng là khó giải quyết thật đó, không người có thể ép ta dùng chiêu này. Trước đó ngươi nói không sai, người không có linh lực như các ngươi đúng thật không tổn thương được ta.
Còn về điểm yếu, đều là ta cố ý lừa ngươi cả. Đúng là hèn hạ. Trước cuộc ngươi muốn làm gì? Ta đã nói rồi, ta muốn cơ thể của ngươi. Dù sao chỉ cần có được tâm pháp của Tây Vương Mẫu, mới có thể đi ra khỏi chỗ này không phải sao? Gì cơ? Chẳng lẽ Song Nhi là vì mình nên mới ở lại? Cho nên ngươi chính là một tên bất tài, chẳng biết cái gì cả. Tại sao không nói cho ta biết? Bởi vì nói và không nói đều không có gì khác biệt cả. Ta không thể để chàng ở đây một mình được. Nàng đúng là vợ chồng tình cảm sâu đậm mà. Chỉ đáng tiếc là ta không có hứng thú gì với tình yêu trên đời này. Chúng ta vẫn nên tiếp tục làm việc chính đi. Ngộ cô nương, ngươi là một người thông minh, hẳn ngươi biết hậu quả của việc không sao cơ thể ra là gì nhỉ? Chờ chút, hình như ngươi đã tính sai một chuyện rồi. Mục đích của ta là phá vỡ giới hạn, đưa chị ấy rời khỏi đây mà ngươi cũng muốn rời khỏi đây. Vậy thì chúng ta có thể hợp tác, không cần làm đến mức ngươi chết ta sống. Hợp tác? Không cần, trên người ngươi có quá nhiều điều ta không thể nắm chắc, mà ta ghét nhất chính là mất khống chế. Nhưng... đủ rồi, ta không có tâm trạng trả giá với ngươi. Xong gì, này tuyệt đối không được hứa với hắn. Ta chết cũng không có gì đáng tiếc. Ta đồng ý với ngươi. Không, Song Nhi không. Tốt lắm. Song. Ta đảm bảo với ngươi sau khi ta phá vỡ giới hạn này, ta sẽ trả cơ thể lại cho ngươi. Sẽ không làm phiền hai ngửa bên nhau đâu. Chuyện gì vậy? Không cho phép ngươi ăn hiếp mẹ của ta. Đó là... có yêu thú hình dáng như người lai lợn lông cứng, ăn hang ở hốc, lại ngủ đông, tên là Hoạt Khỏa. Hả? Nói cho cùng chẳng qua chỉ là một súc sinh mà thôi. Chết đi. Sao có thể? Sao có thể? Xiết! Tiêu rồi, hoàng thúc! Lên đây, đi! Mộ Vô Song. Sao vậy? Ta không đi nổi nữa rồi. Đó là
Làm mệt rồi sao? Tối nay ta tiếp tục làm món cá nướng cho ngươi được không? Song Nhi, trên mặt đất đều là máu của nó. Gì cơ? Chẳng lẽ lúc đó chỗ ta có thuốc trị được? Ngoan, đừng sợ, máu sẽ được cầm lại nhanh thôi. Ngươi sẽ không có chuyện gì đâu, chắc chắn sẽ không có chuyện đâu. Mẹ. Hả? Vô ích thôi. Giờ ta không cảm giác được đau đớn nữa rồi. Đừng buồn vì ta, nếu không phải gặp được hai người, ta còn không biết tiệt ra cơ thể ta lại có thể biến hóa kìa. Sống trong khu rừng này quá mệt mỏi, thực ra ta đã sớm không chịu được nữa. Sao mẹ của ta cho ngươi đó, ngươi phải bảo vệ mẹ cho thật tốt. Người yếu quá cứ phải để mẹ ta cứu người, phải cố gắng hơn đó. Được. Tên đó đủ đến rồi, hai người mau đi đi. Đi thẳng về phía trước không bao xa chính là trung tâm giới hạn rồi. Khi ta biến lớn đã nhìn thấy. Tạm biệt nhé. Hoàng thúc, chẳng biết ta đang nghĩ gì đúng không? Ừ, ta cũng nghĩ giống như y như Song Nhi vậy. Chúng ta đưa nó cùng đi. Ừ, hai người. Ta nói sẽ đưa ngươi ra ngoài mà. Sao mẹ có thể bỏ rơi con của mình được chứ? Hắn đến rồi, chúng ta mau đi đi. Ha, đuổi kịp các ngươi rồi. Tăng nhanh tốc độ, tiếp tục đuổi theo. Tính toán thời gian thì con hoạt khóa kia cũng sắp biến thành bộ dạng này rồi nhỉ. Tiểu hoạt khóa, khuất phục ta nào. Lưu Hạo, đủ đến rồi. Vậy chấn động này là sao lại có nhiều yêu thú như vậy? Mau đi thôi. Chỗ đó hẳn là trung tâm giới hạn rồi. Lưu Hạo đuổi theo chúng ta không mua như vậy là muốn bắt chúng ta trước khi chúng ta đến trung tâm giới hạn. Ta nghĩ nơi đó chắc chắn có lý do gì đó mà hắn cũng không dám đến gần. Ta cũng nghĩ vậy. Mộ Vô Song. Chực. Ngươi chạy không thoát đâu. Song Nhi. Ta không sao, chàng đưa yêu quái gấu đi trước.
Ngươi... Chuyện gì vậy? Ta những con hoạt khóa này của các ngươi nhé. Chẳng lẽ yêu thú trên người đều là ngươi? Ta từng nói ta đã mạnh hơn trước đây rồi. Mộ Vô Song, lần này ta xem cứ chạy đi đâu. Cút ra. Yêu quái gấu, mau đi đi. Chúng ta đi. Được. Muốn chạy? Mộ Vô Song, lần này ta bắt được ngươi rồi. Nhất định sẽ khiến ngươi chính mắt nhìn người đàn ông của ngươi bị lăn trì từng mảnh. Đến rồi. Đây hẳn chính là cơ quan để mở cửa đá. Vậy hẳn phải dùng tam pháp Tây Vương Mẫu nương nương truyền thụ. Xì chứ, sao có thể? Chẳng lẽ đây không phải là trung tâm giới hạn? Ha 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 ha. Nơi này tất nhiên là trung tâm giới hạn. Chẳng qua nhìn tình hình này chắc đã lâu năm không tu sửa nên không dùng được nữa rồi. Song Nhi, nếu ta bị hắn bắt, không có nếu như, ở chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Một là hắn chết, chúng ta sống, hai là ngược lại. Chàng có bằng lòng cũng sống chết với ta không? Là vinh hạnh của ta. Lên nào mấy đứa. Đó là con ngoan. Mẹ. Mẹ về rồi đây. Biến mất rồi. Biến mất rồi. Không phải, đây là tịnh hóa, trở về tiễn chúng về nơi chúng nên đến. Ai đó? Tên ta là A Thanh, chờ ở đây đã lâu. Mời hai vị theo ta. Chết tiệt. Không ngờ sức mạnh vương mẫu cột sót lại ở đây có thể giết chết yêu thú của mình. Người đâu rồi? Trong hang đá. Nơi này là trung tâm giới hạn. Đúng. Nơi này được xây dựng trên ưu thế về địa lý. Trước cửa còn có trận pháp nương nương lập ra, đám tà ma kia không đi vào được đâu. Hai vị có thể nghỉ ở đây một chút. Ngoài ra, đây là một phút, đây là một chút nước phất trần khi hai vị tắm hay đổ vào trong nước. Tộc tà ma giỏi nhất là bám vào người khác để ẩn nấp.
ẩn núp trong cơ thể, đồng thời chiếm cứ cơ thể vào lúc con người suy yếu. Dùng vật này có thể trừ đi tà ma ẩn trong cơ thể. Cảm ơn. A Thanh cô nương, rốt cuộc cô là ai? Có quan hệ gì với Tây Vương mẫu nương nương? Tây Vương mẫu nương nương, đã lâu rồi ta chưa nghe người khác nhắc đến cách gọi này. Ta vốn thuộc tộc Thanh Điểu, từng làm hậu vệ của nương nương, cùng người chinh chiến bốn phương. Cô chính là người kế nhiệm nương nương chọn phải không? Ta có thể cảm giác được hơi thở cây bàn đào trên người cô. Vâng, ta từng đến cung Tây Vương mẫu, sau đó nương nương đã truyền thụ tâm pháp của bà cho ta. A Thanh cô nương, ta muốn hỏi chuyện liên quan đến giới hạn. Đã muộn lắm rồi. Cô nương nghỉ ngơi sớm chút đi, mai chúng ta lại nói. Đang nghĩ gì mà thẫn thờ như vậy? Đang nghĩ gì mà thẫn thờ như vậy? Ta đang nghĩ đến chuyện giới hạn, có phải chúng ta biết ít quá được không? Không biết Tây Vương mẫu nương nương và thành viên trong tộc của bà ấy đã trả cái giá thế nào mới xây đinh được giới hạn này. Mà mục đích của chúng ta lại là hủy diệt nó. Song Nhi, ngày mai sau khi hỏi A Thanh cô nương những vấn đề hiện giờ nàng lo lắng, nàng mới có câu trả lời. So với việc lo lắng cho tương lai, chi bằng suy nghĩ về hiện tại. Mà điều quan trọng hiện giờ của nàng chính là một nên ngủ một giấc. Đến lúc đó, mặc kệ tương lai của chúng ta là gì, mặc kệ lựa chọn của nàng thế nào, ta đều ở bên cạnh nàng, cùng đối mặt với nàng. Cho nên chúng ta nghỉ ngơi trước được không? Được. Hả? Sao nhịp tim chàng nhanh vậy? Đến nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn rồi. Chờ chút, không phải là chàng muốn... Vậy giờ để ta giúp Song Nhi nghỉ ngơi một chút nhé. Chàng... Lòng mặt thâm, chàng có thể đừng muốn chuyện đó không màng thời gian và địa điểm được không? Đây không phải không màng thời gian. Lúc này thiên thời địa lợi, đã sáng rồi sao? Song Nhi còn chưa tỉnh, xem ra nàng ấy thật sự rất mệt mỏi. An toàn hiếm thế, không nên gọi nàng ấy, vậy thì hơn, để nàng ấy ngủ thêm chút nữa. Hình như trong nhà không có gì để ăn, thức ăn trên người chúng ta cũng sắp hết rồi. Đẹp quá. Hoa này nở trông đẹp quá. Lát nữa Song Nhi tỉnh nhìn thấy cái này chắc chắn sẽ thích chơi xem. Ngươi đang làm gì đó?
xảy ra chuyện gì rồi? Hoàng thúc, chuyện gì vậy? Ta cũng không biết, cô ta đột nhiên nổi điên. Chịu chết đi! A Thanh cô nương, nếu tình cô có ơn với chúng ta, ta không muốn ra tay, cô đừng ép người quá đáng. Tiểu nhân như ngươi, ta không cứu cũng được. A Thanh cô nương! Tiêu rồi, không tránh được. Làm gì vậy? Cô không muốn sống nữa sao? A Thanh cô nương, Hoàng Trúc và ta đã kết làm vợ chồng, chúng ta sống chết cùng chung hoạn nạn, hai người một thể. Cho dù có muốn giết chàng, ít nhất cũng nên nói lý do cho ta biết chứ. Lý do? Ha! Cô nói xem, hắn đã làm gì? Ta đã làm gì chứ? Chẳng lẽ là vì cái này sao? Đây là tộc nhân của bọn Tây Vương Mẫu. Đây là tộc nhân của Tây Vương Mẫu bọn ta. Gì cơ? Tộc nhân, sao có thể? Ngươi cho rằng giới hạn được hình thành như thế nào hả? Ta nói cho ngươi biết, dùng tuổi thọ đấy. Dùng tuổi thọ của người sống đấy. Vạn năm trước, tà ma gây họa nhân gian. Tây Vương Mẫu nương nương liều chết chút sức mạnh cuối cùng, nhưng cũng chỉ có thể phong ấn nối ra vào của tà ma. A Thanh, trên đời này còn vô số tà ma đang tổn hại chúng sinh mà ta đã không còn sức ngăn cản nữa. Sau này chỉ có thể dựa vào các ngươi thôi. Vâng, thưa nương nương. Tộc Tây Vương Mẫu chúng ta dùng hết sức của cả ma, của cả tộc để khống chế tà ma trong dãy núi Huyết Nguyệt. Sau đó trưởng lão dùng cấm thuật trong tộc, lấy tuổi thọ toàn tộc làm vật dẫn. Không tỏa cả dãy núi để tạo phòng tuyến cuối cùng phong ấn tà ma. A Thanh, ngươi là chiến sĩ ưu tú nhất tộc chúng ta, ngươi ở lại đợi người kế thừa nương nương. Chính mắt ta nhìn người thân với ta, huynh đệ tỉ muội của ta hóa thành hoa cỏ dại. Nhìn họ biến mất trước mặt ta. Họ đã dùng chính tuổi thọ dài lâu của mình nuôi dưỡng giới hạn này đấy. Còn ngươi, ngươi đã làm những gì? Ta tưởng là giới hạn chỉ do một mình Tây Vương Mẫu nương nương. Ngươi cho đặng nương nương dùng tùy tiện dùng chút phép thuật. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ đến trong suốt chặng đường từ cung Tây Vương Mẫu đến đây? Tại sao chỉ nhìn thấy mỗi chút ý niệm còn sót lại của nương nương và ta thôi chứ? Ngươi mang trong mình tâm pháp của nương nương, mang trong mình sứ mệnh giải cứu bách tính. Không đi tìm cách giết chết tà ma quanh quẩn ở đây, dây dưa nhiều ngày như vậy. Chỉ vì một gã đàn ông. A Thanh cô nương, đúng thật là ta đã sai khi ngắt hoa, nhưng sao nhiên không biết sự tình. Im miệng, ở đây không có chỗ cho ngươi nói. Ngươi... Hoàng thúc. A Thanh cô nương, việc đến nước này, còn có cách cứu vãn không? Cái này không cần ngươi bận lòng. Ta đã kể ra hết những chuyện ngươi hỏi tối qua rồi, đi hay ở tự ngươi nhận định, ta chỉ nói bấy nhiêu thôi. Nhưng nếu các ngươi dám tự tiện phá hoại giới hạn, đừng trách ta đuổi các ngươi ra ngoài. Cáo từ. Song Nhi không sao chứ? Không sao. Vậy chúng ta về trước đi. Thôi, chàng về nghỉ trước đi. Ta muốn đi dạo một lúc.
He, ha ha. Ta vương mẫu nương nương, khi nào chúng ta mới được về nhà vậy? Nương nương, chỉ cần là chuyện chúng ta giúp được người cứ nói, chúng ta ủng hộ người. Tỷ tỷ, ta nghĩ ta không chống đỡ nổi nữa. Tỷ tỷ, A Thanh cô nương, ta có chuyện muốn nhờ cô. Nàng về rồi. Song Nhi, Song Nhi nàng sao thế? Song Nhi nàng sao thế? Song Nhi, rốt cuộc nàng sao vậy? Sao đột nhiên? Xuyệt, đừng nói chuyện, sợ ta chỉ muốn thế này. Chờ đã. Song Nhi, đừng như vậy. Song Nhi, chàng không thích thế này. Không phải, ta cảm thấy nàng có tâm sự. Mà hình như tâm sự này liên quan đến ta. Nàng đã quyết định không phá hoại giới hạn đúng chứ? Ừ, ta không cách nào khác. Sau khi chứng kiến tộc nhân Tây Vương Mẫu hy sinh như vậy, ta lại hủy đi giới hạn này. Ta chỉ có thể để chàng ở lại đây, đợi ta tìm được cách diệt trừ tận gốc tà ma rồi trở lại. Xin lỗi. Hoàng thúc. Song Nhi, nàng chọn đúng đấy. Hoàng thúc. Không ai không bị cảm động bởi câu chuyện của tộc nhân Tây Vương Mẫu cả. Với nàng cũng vậy, với ta cũng vậy. Hoàng thúc. Cảm ơn chàng. Bẩm Thanh Đế, đã dọn sạch đường đi đến trung tâm giới hạn. Rất tốt, hủy giới hạn càng sớm càng tốt, thể mau chóng cứu mặt thâm thác ra ngoài. Chuẩn bị phương tiện phi hành xong chưa? 10 phương tiện phi hành đó trên không trung dãy núi Tuyết Nguyệt đang chờ tiếp ứng. Tốt, người đi tập hợp đội quân tinh nhuệ, tiếp theo chúng ta phải dốc đi hết tốc lực. Vâng. Trung tâm giới hạn. A Thanh cô nương, ngọc bội này bảo vệ cô không gặp tà ma quấy nhiễu trên đường. Ngoài ra, ta cũng sẽ cố hết sức thực hiện việc cô nhờ. Trước khi cô về, hắn sẽ bình an vô sự. Đa tạ. Đi thôi, ta mở cửa cho cô. Ừ. Hoàng thúc. Giờ chúng ta không cần nói gì thêm nữa. Ta ở đây đợi nàng trở về. Ừ. Chuyện gì thế?
chẳng lẽ là tà ma? Không thể nào. Ngoài cửa đá có trận pháp, chỉ cần tà ma đến gần nó sẽ tan thành tro bụi, trừ phi là người làm. Chỉ có người tu luyện mới có thể tạo ra cú nổ quy mô thế này, nhưng đâu thể dùng linh lực trong giới hạn đâu. Lẽ nào là thuốc nổ? Thuốc nổ? Phóng! Tại sao thuốc nổ lại có thể mạnh như vậy? Xem ra tộc Tây Vương Mẫu các người không có luyện đan. Cửa đá không chịu được nữa, mau trốn đi. Song Nhi, ta không sao. Phong ấn cửa đá bị phá, số tà ma kia chắc chắn sẽ tìm cơ hội phá hoại giới hạn. Rốt cuộc là ai làm ra chuyện này? Trên thế gian này chỉ có một người có thể làm được chuyện này. Mạc Thâm! Mạc Thâm, phụ hoàng đến đón con đi. Hóa ra là thánh đế. Mạc Thâm! Ngươi là ai? Ngươi không xứng được biết. Long Giáp. A Thanh, cô nương sao rồi? Không sao, lúc nãy bị đá vụn sượt qua da. Thánh đế, thuộc hạ. Còn đây mà tại sao lúc nãy lại không lên tiếng? Phụ hoàng kéo cả một đội binh đến đây. Đến thế này, Mạc Thâm nào dám mở miệng. Con... Không nói mấy chuyện này nữa, giờ lập tức theo ta về. Giới hạn này chỉ có vào mà không có ra, lẽ nào phụ hoàng không biết sao? Huống hồ ta đã quyết định ở lại đây đợi Song Nhi trở về, xin phụ hoàng sửa cửa đá đàng hoàng, sau đó người hãy đợi đi đi. Khốn kiếp! Song Nhi, Song Nhi, còn bị cô ta liên lụy đến mức này mà còn không tỉnh lại, còn cam tâm ở đây uổng phí ngày tháng. Con không cần Thanh Long Thần Cung cơ nghiệp tổ thông luôn sao? So với Song Nhi, mấy thứ đó đúng thật không đáng để nhắc đến. Con... Được, được lắm. Long Giáp, có thuộc hạ. Đưa người ra đi, hủy đầu mối then chốt của giới hạn. Chờ đó. Người có thể, người có biết nếu phá hoại giới hạn khiến tà ma tàn dư xâm nhập vào thế gian, chúng sẽ khiến sinh linh lầm than thế nào không? Thế thì đã sao? Ngoại truyện, khi cửa đá nổ tà ma sẽ làm gì? Lão đại, chúng ta cũng không xông lên sao? Ở đó nhiều người quá, có thể ăn lâu lắm đó. Xong cô khỉ, người còn thấy uy lực của thứ đó thế nào sao? Cho dù có thể bất tử thì cũng không thể dùng nó như thế được. Mà đi trốn cho kỹ, chúng ta đợi thời cơ nhảy vào. Lão đại anh minh. Gì cơ? Ta chỉ biết nếu không đưa con trai ta ra ngoài, Thanh Long Thần Cung sẽ sụp đổ ngay tại đây. Bá tánh thiên hạ gì đó, ta chẳng quan tâm đâu. Ngươi, sao thế gian lại có người ích kỷ như ngươi chứ? Ta tuyệt đối không để người phá hoại giới hạn. Ta cũng vậy. Cả ta nữa. Long Giáp, lập tức bước vào nếu có kẻ cản trở. Ngoại trừ thiếu đế, cứ giết những kẻ khác. Vâng. Ngươi đừng hòng. Chỉ dựa vào con? Còn ngay đây đó làm gì? Ra tay. Vâng.
Lên! Song Nhi! Đừng phân tâm vì một người phụ nữ! Nếu người dám làm cô ấy bị thương, ta tuyệt đối không tha cho người. Dùng bản lĩnh của mình nói chuyện đi. Hôm đó trên đại điện ta không thèm tranh chấp với con, sáng hôm nay đi giải quyết tiếc nuối hôm đó luôn. Cũng để vi phu nhìn xem nhiều năm như vậy của con chỉ lớn lên trong vô nghĩa, hay là ta đã sinh ra một đứa ngạo mạn ta không nên sinh. Đúng ý ta luôn. Tiếng gió. Vũ khí dạng móng. Người tráo. Ẩn trong đêm nhanh như gió, múa như điện. Có thể giết người trong vô hình. Tiếc là chỉ có thể cận chiến khi đấu với người tấn công từ xa. Chẳng có lợi thế nào. Ngay bây giờ, kéo! Tiêu rồi. Con còn dám phân tâm. Lúc nãy vi phu nói gì với con? Người. Trói lại. Vâng. Tìm được cơ quan phá giải giới hạn chưa? Thuộc hạ đã phái người đi tìm, không phát hiện ra thiết lập bị đắp đặt cơ quan, nhưng chúng ta phát hiện hình như số thực vật này đang nuôi dưỡng giới hạn. Không, các ngươi không thể. An phận đi. Tránh đi. Đừng động lung tung. Số hoa đó đều là do con cháu của Tây Vương Mẫu hóa thành. Giới hạn này là để nhốt tà ma lại đó. Ta cầu xin ngài, vì ba tánh thiên hạ đừng phá hoại chúng. Người tôi mộ vô song đúng chứ? Ta biết người và Mặc Thâm đã có một đứa con trai. Nếu có ngày phải dùng tính mạng của con trai người để đổi lấy thiên hạ thái bình, người sẽ chọn thế nào? Ta... Mẹ! Ta... Không cách nào chọn được đúng chứ? Vô song, chỉ cần là người thì sẽ có tư lợi, sẽ có thứ không cách nào cắt đứt được. Với người mà nói, đó là máu mủ ruột thịt. Với ta thì ghét được chăng? Hả, phụ hoàng thôi diễn vở tình cha con sâu đậm gì đó ở đây đi. Song Nhi có tình cảm với Huyền Hy, phụ hoàng không có. Phụ hoàng chỉ yêu Thanh Long Thần Cung nhất thôi, vì nó phụ hoàng nỡ bỏ đôi mẹ ta, từng đối với ta quảnh mặt làm ngơ, để mặc cho tiện nhân Khương Thị kia ném ta xuống vách núi. Hôm nay nếu không phải vì đại kiếp chó chết này, phụ hoàng sẽ xuất hiện ở đây chắc. Đúng, con nó không sai. Vì thế vì Thanh Long Thần Cung ta có thể làm bất cứ việc gì. Long Giáp, phái người chuẩn bị đốt. Đốt. Vâng. Không, các người không thể làm vậy. Thả ta ra. Súc sinh, ta giết ngươi. Không. Đưa ba người họ lên, trông coi nghiêm ngặt, nhất là thiếu đế. Vâng. Chờ đó. Ngài còn dặn dò gì ạ? Đợi đến khi Mặc Thâm ra khỏi giới hạn, dùng còng giam linh khiến hắn
đứng dậy. Không. A Thanh cô nương, trước mắt vẫn chưa đến lúc tuyệt vọng, cô còn cách nào phục hồi giới hạn không? Có, nhưng mà tình hình trước mắt thế này. Không sao, chỉ cần ra khỏi giới hạn này, chúng ta sẽ có năng lực thoát khỏi sự giam cầm này. Bao đi thôi, chuẩn bị lên thang. Ừ. Đó là gì? Thiếu đế, đây là phòng được chuẩn bị cho ngài. Song Nhi ở đâu? Thuộc hạ không biết. Đại nhân. Còn giám lính. Sao, ông ấy sợ sau khi ta hồi phục sức mạnh Thanh Long rồi thì ông ấy sẽ không phải là đối thủ của ta à? Thuộc hạ chỉ tuân theo lệnh của Thánh đế, không biết những chuyện khác. Thiếu đế đắc tội rồi. Nếu ông ấy thực sự nghĩ vậy, ta chỉ có thể nói không ổn. Đây hoàn toàn là sự thật. Thiếu đế, không được. Vậy dùng thực lực nói chuyện đi. Bẩm Thánh đế, chúng ta bị đột kích. Chưa rõ nó đến từ đâu, chúng ta tổn thất thê thảm, một số lượng lớn binh sĩ tinh nhuệ chỉ còn lại hài cốt. Bị đột kích thế nào? Bị đột kích thế nào? Là thế này này. Tạm á. Đúng vậy, cảm ơn người đã phá hoại lá chắn, thả chúng ta tự do. Nên ta quyết định phải báo đáp người đàng hoàng, để người trở thành tế phẩm đầu tiên của ta. Có vẻ cũng có chút bản lĩnh nhỉ. Nhưng mà lão già này chút sức lực này không làm ta bị thương được. Quái vật. Thiếu đế, người. À, Song Nhi. Thở đi. Linh lực hồi phục đến đâu rồi? Gần hồi phục hoàn toàn rồi. Đủ rồi. Thực lực con người đời này đã phát triển đến mức này rồi sao? Cách người đời sau tu luyện khác, thời Tây Vương Mẫu chủ yếu dựa vào thể thuật, mà con người hiện nay lấy linh căn làm cơ bản, phụ trợ cho linh lực bên ngoài giới, nên ở ngoài giới hạn chúng ta sẽ mạnh hơn. Vết thương cô thế nào rồi, nghiêm trọng không? Không sao. Mau đi phục hồi giới hạn đi, lấy tầm mấy mạch tầm ma kia tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Ừ. Tà ma đã tấn công lên đây rồi. Chuyện không thể chậm trễ, ta vào hạng thuốc cho mưa xuống, không chế chọn lửa. A Thanh, cô ngắm lấy thời cơ phục hồi giới hạn. Được. Song Nhi, chạy. Hoàng thúc, đến lúc rồi. Ừ. Tự nhiên trong trời đất, uế khí tất tan đi. Uy thần ở tám phương khiến ta thành tự nhiên.
Ngũ Nhạc và Bác Hải. Vạn ngã quy một ngu. Lão già, ông sắp không chịu đựng được nữa đúng chứ? Hừ, trước khi ngựa chết ta sẽ không ngã xuống đâu. Hớ, chuyện gì vậy? Hơi thở này là Mặc Thâm, không đúng, trong hơi thở Thanh Long còn một luồng hơi khác, lẽ nào là cô gái đó? Lúc nãy thì chớp sượt qua, hình như ngươi hơi sợ hãi. Sợ? Ha! Bốn đại gia chỉ bị mưa xối xuống đầu nên vô ý phản ứng thôi. Vậy sao? Vậy thử xem. Chỉ là chút tài mọn thôi. Cũng dám vô trường trước mặt ta. Đi chết đi lão gia. Ta hiểu rồi, tà ma các ngươi sợ thiên lôi nhất. Lửa được dập rồi. Tốt quá. Nhưng mà mấy con yêu thú kia tụ tập. Chúng ta phải mau chóng phục hồi giới hạn. A Thanh, cô nói cách phục hồi cho ta đi, ta giúp cô. Không cần. Cái này để ta làm là được. Nhưng Song Nhi, chắc phương pháp này là bí mật trong tộc của A Thanh, nàng đừng nên hỏi tốt hơn. Ngươi nói đúng. Không ngờ người sau cùng hiểu ta lại là ngươi. Sao ta thấy có gì đó lạ lạ vậy? Đúng rồi Vô Song. Nếu có cơ hội cô có thể quay lại nói chuyện với tỷ tỷ của ta giúp ta không? Tỷ ấy rất thích ngươi. Tất nhiên. Chờ đã, cô nói giúp cô là ý gì? Vô Song, bảo trọng. Lẽ nào là dùng tuổi thọ? Song Nhi, Song Nhi, đây là lựa chọn của cô ấy. Điều chúng ta có thể làm là tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Thứ gì bay đến đây vậy? Thanh điểu là hóa thân của A Thanh. Có tiếng hát. Chỉ cần duy trì chân thiện mỹ, có chết bao nhiêu lần cũng không hối hận. A Thanh, chúng ta sẽ có một cơ hội quay lại sau khi chúng ta tìm được cách giết tà ma. Ta đã biết điểm yếu của chúng rồi. Chúng sợ thiên lôi. Các ngươi cứ thử trên người hắn. Vậy ra là ý tốt của Thánh Đế. Nhốt hắn vào lòng dùng khóa lôi giam giữ. Vâng. Ta đi xem thế nào. Mặc Thâm, chuyện tà ma lần này chút đúng thật là ta xem xét không chu đáo. Con có thể tìm cách giải quyết cục của ấy trước. Ta sẽ cố chèo lái phía Thanh Long Thần Cung một khoảng thời gian. Tốt nhất là vậy. Ra khơi. Vâng. Lên đường.
tha hồ hoảng sợ đi lũ cặn bã. Ta sắp đến thế gian rồi.